Với chị em phụ nữ thì thời điểm sau sinh sẽ có rất nhiều những sự thay đổi từ con người này, từ nội tiết tố này cho đến lối sống sinh hoạt trong gia đình. Vì vậy, thời điểm sau sinh là một thời điểm rất là nhạy cảm, có thể khiến xảy ra nhiều cuộc xung đột trong gia đình nhưng cũng có thể khiến gia đình chúng ta thêm gắn bó và yêu thương nhau hơn. Nếu muốn gia đình hạnh phúc thì chị em phụ nữ sau sinh cần tránh 5 điều này. Thứ nhất, không để bản thân mình xuề xòa. Chị em tưởng tượng là người đàn ông của mình đi ra ngoài công việc thì họ sẽ gặp rất nhiều những mối quan hệ toàn những người thơm tho sạch sẽ này, nhưng mà khi về đến nhà lại bắt gặp một hình ảnh một người vợ của mình đầu tóc rối bời hay là rất xuề xòa, thì lúc đầu người đàn ông sẽ rất là thương vợ, nhưng mà cái cảnh này cứ diễn đi diễn lại thì đến một lúc nào đó thì người đàn ông sẽ so sánh vợ mình với những người khác. Vì vậy, ngoài việc chăm con cái thì chị em phụ nữ cũng đừng quên bản thân mình nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật kỹ nữa để người đàn ông của mình có thể tự hào hơn và hạnh phúc hơn nhé. Thứ hai, đừng để bản thân mình quá cỡ. Người đàn ông của chị em thì đi ra ngoài, họ sẽ gặp rất nhiều người đồng nghiệp này, đối tác và người nào cũng eo thon dáng gọn. Nhưng mà nếu về đến nhà mà ôm người vợ của mình như một cái cục mỡ thì chị em tưởng tượng như thế nào ạ? Nếu chị em không quan tâm đến vóc dáng của mình thì lâu dần có thể sẽ ít những cái ôm của người chồng với người vợ, và người chồng sẽ ra ngoài nhiều hơn cũng như là ít về nhà hơn. Chị em phụ nữ hãy nhớ là đừng ăn uống quá buông thả, hãy áp dụng chế độ ăn giảm cân khoa học và lành mạnh để mau chóng lấy lại thân hình thon gọn, và chồng chị em sẽ mong muốn được gần chị em nhiều hơn. Thứ ba, đừng chỉ nuôi con một mình. Rất nhiều chị em phụ nữ là rất mong muốn chồng hỗ trợ trong việc chăm con cũng như là các cái công việc vặt trong gia đình, nhưng mà lại không dám nói với chồng của mình, đảng hay là người chồng của chị em ấy, thì khi mà ra ngoài sẽ không thấy hết được những sự vất vả của chị em đâu. Nhưng mà nếu một ngày mà vợ đi vắng ấy, mình phải chăm con này, phải giặt giũ quần áo hay là phải nấu cơm thì mới thấy hết sự vất vả của vợ, thì lúc đó mình mới càng trân quý và yêu thương người vợ của mình hơn rất là nhiều. Vì vậy, chị em hãy siêng năng nhờ chồng nhiều hơn trong các cái công việc chăm sóc con cái cũng như là chia sẻ các công việc trong gia đình nhé. Thứ tư, đừng quá phụ thuộc vào chồng. Rất nhiều chị em sau khi sinh thì chúng ta nghỉ công việc và nghe lời chồng nói rằng là em ở nhà để anh nuôi. Trường hợp thứ nhất xảy ra là rất nhiều người bàn tán chúng ta là chúng ta chỉ ăn bám chồng thôi, đúng không ạ? Và chị em cảm thấy rất là áp lực. Cái trường hợp thứ hai là đến một ngày đẹp trời nào đó thì công việc của chồng không được như ý, thì lúc này hai vợ chồng rất dễ xảy ra những cái sự cãi vã hay là gây lộn ở trong gia đình của chúng ta. Vì vậy, chị em dù sao đi nữa, hãy cố gắng kiếm một công việc có thể làm ở nhà, ví dụ như là bán hàng online, để chúng ta không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, dù cái thu nhập đó ít cũng được. Và thứ năm, đừng ít nói chuyện với chồng. Khi mà chị em tạo ra khoảng trống với người chồng của mình thì ở ngoài kia rất nhiều cô nàng sẽ nấp vào cái khoảng trống đó. Vì vậy, hãy thường xuyên tâm sự và chia sẻ với người đàn ông của mình những cái áp lực trong công việc và cuộc sống mà anh ấy phải gặp ngoài kia nhé. Nếu mà chị em phụ nữ sau sinh tránh được 5 điều này thì gia đình của chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc cũng như là ngày càng hòa thuận hơn đấy. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó cũng như là bấm vào nút thích video nhé. Nhớ là hãy bấm vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo giúp chúng ta cùng nhau tốt hơn nhé.